Uh, xin chào mọi người thì ngày hôm nay em sẽ uh, hướng dẫn mọi người cách uh, pha trà để có một uh, ly trà ngon nhất thì ban đầu chúng ta phải uh, uh, cho một lượng vừa đủ như cái đấy uh, cái ấm của em đây thì em cho hai cái muỗng nhỏ này đấy mọi người uống trà nhiều ấy thì mọi người có thể rút ra được cái kinh nghiệm đấy mọi người À, cho trà làm sao với hợp cái khẩu vị của mình Đấy, và cái thứ hai nữa là khi mọi người uh, pha trà trước tiên mọi người phải tráng trà Đấy, cái cái bước này người ta gọi là bước đánh thức trà để cho cái trà nó dậy mùi hương lên Đấy, cái bước thứ ba nữa là uh, các bác đổ đổ nước sôi vào để khoảng độ tầm 2 đến 4 phút Đấy, tùy thuộc nếu mà mọi người uh, muốn uống đậm thì mọi người ngâm lâu trong ấm cho em. Đấy, còn uống nhạt thì các bác chỉ ngâm trong vòng khoảng 2 phút thôi. Thì các bác uh, tra ra tống. Đấy các bác có thể uh, dùng cái tống nhỏ nhỏ như này, nhỏ xinh xinh như này ạ. Tại vì cái uh, tùy thuộc vào cái uh, uh, khi mọi người dùng uh, trà hai người hay là bốn người hay sáu người tùy thuộc vào cái uh, mục đích của mọi người mà mọi người dùng cái tống trà to hơn thì em em thích thì em dùng cái loại uh, từ xa này Đấy, thì nó sẽ uh, giữ được nhiệt ở trong uh, trong trong tống lâu hơn Đấy, giữ được nhiệt ổn định hơn và <laughs> đối với cái dòng uh, trà xanh thái nguyên ấy thì uh, nó phải có màu xanh ánh vàng thì nó mới chuẩn uh, trà thái nguyên đây cái màu xanh ánh vàng đây mọi người có thể nhìn đây em cũng đã vừa mới pha pha một một ấm trà rồi. Mời các bác uống trà. Trà này là trà tôm nõn nha, em hay uống cái dòng tôm nõn đó. Mời các bác uống trà. Đấy các bác mà mua trà thì có thể là liên hệ số điện thoại của em 0984001523. Để được sở hữu các dòng trà xanh Thái Nguyên chính hãng. mời các bác uống trà.